Bao nhiêu bạn đồng ý là có rất nhiều người môi giới ở ngoài kia giới thiệu cho bạn những cái sản phẩm một lô đất 100 mét vuông 2 tỷ đồng, tỷ rưỡi, 3 tỷ. Rất nhiều người mua vào và người ta cũng sau đó người ta nhận ra là 5 năm nó cũng chả tăng gấp 3. Có mà mua xong 3 năm sau mới bằng giá hôm nay mình mua. Rồi anh em ghi số 2 đó là cái mục tiêu. Tức là nhiều nhà đầu tư thì họ không rõ ràng về cái mục tiêu của mình. Khi mà hỏi một nhà đầu tư, đấy, bạn đi đầu tư bất động sản để làm gì? Thì rất là nhiều người họ sẽ trả lời như này: kiếm tiền chứ còn để làm cái gì nữa. Thế nhưng mà câu hỏi thứ hai là kiếm bao nhiêu tiền? Thì nhiều anh em sẽ trả lời là càng nhiều thì càng ít. Người ta không có một cái con số cụ thể ở trong đầu mà chỉ đơn thuần là kiếm thật nhiều tiền. Nếu kiếm thật nhiều tiền thì thực ra tôi chia sẻ với bạn, bao nhiêu cũng là không đủ. Cái người có 1 tỷ sẽ muốn có 5 tỷ. Cái người có 5 tỷ sẽ muốn có 10 tỷ. Cái người có 10 tỷ sẽ nhìn sang cái ông 20 tỷ và cảm thấy không vui. Cái người có 20 tỷ nhìn sang ông 50 tỷ không thấy vui. Ông có 50 tỷ nhìn thấy ông có 100 tỷ không vui. Được chưa ạ? Ông có 100 tỷ thì nhìn ông 200 tỷ cũng không thấy vui luôn. Không biết bao nhiêu tiền cho đủ. Thì chúng ta rất là rõ ràng ở cái phần này. Ở cái số 2 ấy, chúng ta có một cái khái niệm gọi là mục tiêu rõ ràng. Ví dụ một cái quỹ đầu tư thành lập và họ kỳ vọng lợi nhuận là 15% một năm. Rất rõ ràng, các tổ chức lớn thường rất rõ ràng. 15% một năm. Cứ đạt 15% một năm là ok. Đấy. Bởi vì sao? Đây là tiền của mọi người chứ không phải là tiền của mình. Nên là cái chỉ số lợi nhuận 15% một năm họ đầu tư những cái an toàn và tăng trưởng chắc chắn, không để ra mua miếng đất ở trên núi được, xong bắt đầu dính quy hoạch được. Bạn hình dung phần này không ạ? Cái quỹ đầu tư, cái chỉ số họ như vậy thôi, vấn đề đó là quản lý hàng trăm triệu đô và hàng tỷ đô la, và đó là tiền của nhiều người khác, nên là bạn phải bảo toàn cái đồng vốn chứ không phải là tiền của bạn. Bạn muốn là làm gì thì bạn làm, bạn có thể ra mua miếng đất ở giữa biển luôn. Đấy chưa? Đấy là tiền của bạn. Nhưng mà nếu mà tiền của người khác, câu chuyện nó sẽ khác đấy. Nên là nhiều người mà bạn huy động vốn tiền của người khác và bạn vào những trận đánh mà không thể kiểm soát được. Em một số ví dụ như tôi chia sẻ với bạn là tại sao có nhiều người ta biết những hình thức có thể nhân 3, nhân 5, nhân 10. Nhưng đấy, trong một số trận đánh là người ta đánh cái loại rất an toàn. Tài sản trung tâm, sổ đỏ, cầm tay. Nó có lý do của nó chứ không phải là tự nhiên. Nhưng ví dụ nếu bạn muốn cái mục tiêu của bạn, tôi ví dụ này, tôi mua miếng đất, ví dụ thứ hai mua miếng đất 2 hectare chung với một cái anh bạn tôi, hai anh em chung nhau mua miếng đất 2 hectare. Thế thì cái tình trạng là rất hay gặp là như thế này. Đây là một tình trạng hay gặp. Khi bạn không có mục tiêu ấy thì bạn mua 10 đồng, có ông vào trả giá 11, 12 đồng. Bạn sẽ trăn trở là bán hay là không bán. Nhưng nếu như ngay từ đầu rồi, cái mục tiêu của bạn rất rõ ràng, ví dụ cái miếng 2 hectare này của chúng tôi mục tiêu x năm, thì nếu có người trả gấp đôi không bán, trả gấp ba không bán, bạn hình dung vào này không ạ? 10 đồng giả 15 đồng không bán, rất rõ ràng. Cái lợi ích của chúng ta ấy, là chúng ta ra quyết định nó rất là nhanh, khi nào đạt thì bán, không đạt thì không bán, có thế thôi. Nên nhiều bạn ví dụ mục tiêu là 30%, thế thì nhiều người ấy, tôi chia sẻ bạn đã đạt mục tiêu rồi, 30% là bán. Tôi ví dụ này. Đấy, tôi ví dụ đây là một cái vụ mà chúng tôi mua khác. Đây ví dụ như là chúng tôi mua 20 cái liền kề, 20 cái liền kề biệt thự, mục tiêu rất rõ ràng. Đấy, cứ đạt 30% bán. Tôi chia sẻ với bạn lúc mà nó bị tình trạng là lúc mà không bán được ấy, à lúc mà gọi là tình trạng mà lúc mà sốt. Tôi ví dụ những cái ông mà gọi là những ông đầu tư lân cận mình ấy, cùng đầu tư với mình, thì khi mà nó sốt ấy thì nhiều ông ví dụ 10 đồng, thế có khách vào giảm 15 đồng bán không, nhất định không bán. 15 đồng là bao nhiêu phần trăm đó mình nhỉ? 50% rồi, nhất định không bán.
Nhưng khi thị trường chậm thì van xin ra cho bằng được 10 đồng rồi thôi anh 12 đồng anh cũng ra. Xin ra cho bằng được. Cái này bạn gặp bao giờ chưa? Lúc mà nó tăng ấy thì ôi giời ơi, vâng. Coi như là tham thì tham thôi rồi luôn. Nhưng mà lúc mà nó xuống ấy thì chạy cho bằng sạch. Rồi. Xin ra cho bằng được, em lỗ thì em cũng phải ra. À. Nên là một khi mà bạn không có chỉ số mục tiêu rõ ràng, 30% chúng tôi ví dụ thế, cái vụ này ở đây. Cứ tài sản nào đạt chỉ số 30% bán. Thế lúc mình bán xong 30% mình ra. Thế thì có nhiều ông không bán. Có những ông không bán. Không bán xong dịch Covid nó lại ập đến, thế là thôi lại toang. Đồng ý không ạ? Khi bạn có mục tiêu rõ ràng thì bạn ra quyết định nó nhanh. Có nhiều anh em không có mục tiêu rõ ràng ấy thì sẽ thường xuyên bị cái tình trạng này. Đạt chỉ tiêu là người ta bán, còn không đạt là không bán, có thế thôi, ra quyết định rất dễ. Tôi chia sẻ với bạn. Ví dụ tôi mua miếng đất 7 tỷ thì tôi cứ đạt chỉ tiêu là gấp 5 là bán. Chứ còn ai mà chả biết để càng lâu càng được giá. Thì tôi ra nó ví dụ như là tôi giao là 38 tỷ thì người ta mua 34 tỷ là gấp 5 bán. Đạt chỉ tiêu rồi, xong, bán luôn. Còn ai chả biết là để lâu thì nó lại tăng liên tiếp là 60 tỷ với 100 tỷ. Nhưng vấn đề là nó không phải nó tăng liên tục như thế này ạ. Mà sau khi ví dụ mình bán xong thì thị trường nó trầm lắng trong vòng 2 năm. Cái ông mua của mình ông phải ông mới chấp nhận trầm lắng 1 2 3 năm. Rồi bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Rồi. Chứ còn ai chả biết là càng để lâu càng được giá. Nhưng nó đạt mục tiêu là mình làm, không có đúng không có sai. Đấy, quan trọng là mình đạt được mục tiêu. Thế là nhiều bạn không xác định rõ ràng cái vụ này. Đấy. Khi bạn có một cái mục tiêu rõ ràng thì cái hành động nó mới tương xứng. Tôi ví dụ, nếu mục tiêu của bạn chỉ là 20%. Và một khái niệm nữa là mục tiêu nó sẽ quyết định cái hành động. Mục tiêu là quyết định cái hành động của bạn. Tôi ví dụ này, nếu cái kết quả nha, chúng ta dùng cái từ kết quả. Nếu kết quả của bạn là 20% năm, tôi ví dụ như bạn chỉ cần 15% năm, gửi banh được 6% 15%, bạn chỉ cần 15% năm chắc chắn. 15% năm nhưng nó chắc chắn. Có những bạn có 500 triệu, có những bạn có 50 tỷ và có những bạn có 300 tỷ, tôi không biết. Thì tôi ví dụ như là một cái hành động, người ta có thể là mua bất động sản dòng tiền. Một số bạn có thể tham gia cùng, ví dụ bạn muốn tham gia cùng tôi mua bất động sản dòng tiền. Nó thu được 6-7% một năm. Và sau đó tôi bán được 30% trong vòng 3 năm. Bạn hình dung phần này không ạ? Tức là sau 3 năm bán 30% bằng 10% trên năm. Đấy, 15% năm đấy, sau 3 năm. Chắc như cua gạch luôn. Thì nó hơn là cái gì? Nó so sánh nó hơn là cái gì? Hơn so với lại là gửi ngân hàng 6% năm. 15% trên năm trên vốn. Nhưng nếu chuyện gì sẽ xảy ra nếu kết quả bạn chọn x5 hoặc x10, x3 đến x10 đi. Tất cả những việc này nó đều nằm trong cái gọi là x3, x10. Nếu kết quả bạn muốn là x3, x10, hành động tương xứng của bạn nào sẽ là những hành động gì nào? Rõ ràng là bạn có thể là bạn sẽ phải đầu tư những thương vụ mạo hiểm mà. Lưu ý nhé, là có kiểm soát được hay không nhé. Rõ ràng, nhiều bạn có thể sẽ suy nghĩ về việc đầu tư dài hạn đúng không? Nếu tôi nói là tôi mua mảnh đất 15 tỷ và tôi bán được 85 tỷ, đây là một miếng đất Vendo ở Sài Gòn, thì hồi đấy mới giao dịch hồi tháng 3, tháng 4 đấy. Thì rõ ràng là đấy không phải là 3 tháng. Từ 15 tỷ mà nó tiến lên 85 tỷ thì không phải 3 tháng. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Làm sao mà nó lớn nhanh thế được? Và nó là 3 năm. Đồng ý không ạ? Một số bạn thì để muốn đầu tư những cái loại như vậy, một số bạn nói là ok thì hành động của bạn là đi học nick. Rồi. Học những cái chiến lược, những cái loại bất động sản mà có thể là nhân 3 nhân 10. Bao nhiêu bạn đồng ý là có những loại mà bạn cầm thì cũng không thể nhân 3 nhân 10 được. Mua một căn chung cư. Bạn cầm 5 năm nó cũng chả nhân 3 nhân 10. Bao nhiêu bạn đồng ý là có rất nhiều người môi giới ở ngoài kia giới thiệu cho bạn những cái sản phẩm. Rồi, một lô đất 100m2 2 tỷ đồng, tỷ rưỡi, 3 tỷ. Rất nhiều người mua vào
Và người ta cũng sau đó người ta nhận ra là 5 năm nó cũng chả tăng gấp 3. Cô mà mua xong 3 năm sau mới bằng giá hôm nay mình mua. Nên bạn cần phải học là cái loại, cái chiến lược đầu tư là gì thì nó mới đạt được cái chỉ số như vậy. Cái chiến lược đầu tư hoặc là cái khu vực đầu tư nào mới đạt được chỉ số như vậy. Cái loại bất động sản nào mới đạt được chỉ số như vậy. Không phải là cái loại nào và cái chiến lược nào cũng đạt được chỉ số như vậy. Ví dụ cái chiến lược bất động sản dòng tiền này nó không đạt được cái chỉ số như vậy. Có bạn thì phải nghĩ là tôi phải đòn bẩy. Đòn bẩy thì mới ăn tiền thế được. Tôi ví dụ tôi phải đặt cọc bán tranh. Tôi phải học về kỹ thuật đặt cọc bán tranh. Tôi mới đặt, ăn được chỉ số như thế được. Tại sao? Cọc 1 tỷ. Mua 10 tỷ nhá. Mua bất động sản 10 tỷ. Cọc 1 tỷ. Sang tay. Lời 3 tỷ. Nào. Thả 1 tỷ ăn mấy tỷ nữa mình? Thả 1 tỷ ăn mấy tỷ? 3 tỷ. Vụ nào mới x3 được? Chứ có phải vụ nào cũng nhân 3, nhân 5, nhân 10 được đâu. Cái mục tiêu và cái kết quả nó sẽ quyết định cái hành động của bạn. Nếu mục tiêu của bạn là x3, người ta bảo là 10 đồng thì 12 đồng thì không bán là không bán. Có thế thôi. Nó ra quyết định cũng rất là dễ dàng. Thì phần này là rất là nhiều người bị thiếu. Nhưng cũng có những người người ta bảo không, em cứ cần, em chỉ cần bảo vệ đồng tiền thôi, chống lạm phát, chống mất giá, em chỉ cần 15% thôi. Đấy, chắc chắn mua cái gì cũng được, chắc chắn. Nhưng mà nó chắc chắn gấp đôi ngân hàng là ngon rồi, gấp ba ngân hàng là ngon rồi. Đấy, 3 năm thu hồi vốn